cũng 3 ca thanh niên mà hết cái để hết cái này kia ở kỳ nghệ chút ra đây. Ăn mạnh thôi, ăn múc ăn mạnh thôi. Lấy cái cà muốn cho nó người ta. Kho không biết có ngon không, mình thấy ngon. Ngon không? Lạ không? Hơi ngọt quá. Ngọt quá. Thôi được rồi. Đáng lẽ thế là ăn mặn mà không ăn ăn ngọt quá đúng không? Bảo vệ. Cá ăn đi. Ngon. Kho quẹt. Kho giống mình ăn kho hay kho ai kho? Ngon. Đổ vô đây, đổ vô ăn cho nhiều. Trút ra hết đi, là nó ăn có miếng vậy. Ăn có miếng à, ráng ăn thêm vài muỗng nữa đi. Ăn đi. Qua đó hả? Để cho đói thèm. Nước nữa không? Rửa tay. Chút ra ăn đi. Bỏ miếng ớt nữa ăn cho ngon. Hả? Ủa, đâu được. Bỏ lộn rớt luôn leo trọng được không? Rớt cho luôn được. Được. Hát trút ra, đắp trút ra. Được. Dịnh lại, dịnh cái mắt lên. Đổ mẹ, cái này là gì ngon quá à? Cháo lọng hả? Thôi để đem về. Bỏ bịch này cổ. Bịch này nè, nãy có bịch nhỏ đây nè. Nè. Lọt.